Mình chào các bạn. Buổi sáng hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một cái video clip hoàn toàn mới dành cho dòng xe Honda Super Cup. Thì thực ra là cửa hàng Bảo Duyên là đã mang về cúp rất là nhiều rồi. Ví dụ như là chiếc Super Cup của châu Âu này đây ha. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67-69 đường Triệu Nương như các bạn, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Đây nè các bạn, đây là trung tâm chợ Mỹ Xuyên luôn. Mình sẽ mời các bạn đi theo mình vào trong cửa hàng. Mình đã có những video sale giá 5 triệu cho dòng cúp Nhật, Thái Lan và châu Âu là bản động cơ 125, sale 5 triệu luôn và sale nguyên một tháng cho đến hết ngày 3 tây tháng 9 năm 2024 luôn đó các bạn. Thì hôm nay tiếp tục là một dòng cúp nữa, cũng là động cơ, cũng là của Nhật nhưng động cơ 110. Sau khi mình cũng đã có video clip 110 của Thái Lan, bây giờ tiếp tục là động cơ 110 của Nhật luôn nha các bạn. Sale giá 5 triệu và cũng sẽ kết thúc vào ngày 3 tây tháng 9 luôn nha. Chúng ta còn rất là lâu. Hôm nay thì nó đang là ngày 7 tây tháng 8 nè. Cho phép mình chia sẻ một chút xíu. Thực ra là các bạn thấy xe ở đây là nó đang là người thật việc thật. Bên mình không hề mượn hình ảnh hay là mình đăng post bài lên rồi lại không có xe cho khách. Xe mình là hải quan đã có sẵn hết rồi. Các bạn mua về là có thể bấm biển số luôn trong ngày. Người thật việc thật. Và ngay như bây giờ là mình đang đăng video á, mình làm video là mình không hề dàn dựng hình ảnh. Các bạn thấy ha, đây đó, rất rõ ràng như thế để các bạn xem. Và nó thực tế là như thế. Và giá xe tại sao mình không công khai được là bởi vì vừa qua có rất nhiều trường hợp là họ vào họ phá các bạn. Nói chung là cạnh tranh không lành mạnh á, mà chiêu trò thì có rất là nhiều, đủ kiểu, từ vừa vừa cho tới là dơ bẩn. Cho nên là bên mình không báo giá công khai được. Nhưng mà mình cam kết giá này là cạnh tranh ở trên thị trường. Chính vì cạnh tranh cho nên người ta mới vào người ta phá rất là nhiều. Người ta không có xe các bạn. Video của mình còn phải để chữ Khai Phạm ở đây nè. Và cửa hàng Mai Duy lúc nào cũng phải cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình. Cấp 110 nè, bao nhiêu xe các bạn nhìn đi. Và đầy đủ màu. Mình nhắc lại sale 5 triệu đồng luôn cho đến hết ngày 3 tây tháng 9. Đây là cúp 110. Ở đây nữa nè các bạn. Có bao nhiêu đại lý cửa hàng dám mang xe về như thế này. Cúp châu Âu nè, cũng sale 5 triệu luôn nha. Ở đây nè, 2, 4. Ở trước một chiếc là có khách chốt rồi đó các bạn ha, có khách chốt rồi, cúp châu Âu. Và cúp nội địa Thái Lan thì mình đã có clip rồi, cũng sale 5 triệu luôn. Cúp nội địa Thái Lan thì mình đã công khai giá. Và các bạn biết không, một khi đã công khai giá rồi là nó vào nó phá ghê lắm các bạn. Cúp Thái Lan á, là giá là 77.9 thì sale còn là 72.9. Các bạn nhớ ha, là đến hết ngày 3 tháng 9 nha. Bây giờ mới có ngày 7 thôi, 7 tháng 8 nè. Các bạn còn gần tháng nữa đó. Còn về cúp Nhật mới vừa bổ sung thêm, tức là mới về thêm rồi các bạn. Màu xanh mới nè, xanh ngọc trai nè. Đây là màu xanh hoàn toàn mới, bản 2024 luôn á. Màu đen, đỏ và xanh dương đậm, xanh mực đó các bạn, ở tuốt trong góc đây. Và phía trước ở đây nữa nè. Và cúp châu Âu ở đây là hai xe nữa nè các bạn. Còn chiếc ngoài này á, là khách chốt rồi, mình sẽ có video riêng cho nó, khách chốt rồi nha. Còn phía trước này á, chúng ta sẽ có thêm cúp của Việt Nam nhập về và cúp của Thái Lan nữa. Tuy nhiên thì bản Việt Nam bên mình không có sale giá nha, chỉ sale giá cho cúp 125 Nhật, Thái Lan và châu Âu. Rồi cúp 110 là của Nhật và tiếp theo đó là của Thái Lan luôn. Chưa khi nào mà mình lại có thể là dễ dàng mua xe cúp như bây giờ. Tại vì xe tới 5 triệu ha, xe tới 5 triệu đó các bạn. Mình sẽ ghi 3 số điện thoại di động lên trên màn hình á, để các bạn mình có thể là nhắn tin hoặc là mình gọi trực tiếp vào, mình tư vấn cho nó cặn kẽ, cho nó chi tiết về giá xe, về phí ship, giấy tờ, thủ tục. Cái này là hải quan chính ngạch hết nha các bạn. Mình xin nhấn mạnh nha, là hải quan chính ngạch nha. Vừa rồi mình nhớ có một bạn nào đó vô nói dòng này là chỉ có hải quan thanh lý thôi, là tầm 7 nha các bạn. Hải quan chính ngạch hết toàn bộ nha ha. Và các bạn thấy là mình đi từ ngoài vào trong cửa hàng. Hôm nay khách vẫn đến rất là đông.
từ trước ra tới sau cửa hàng đó các bạn. Từ trước tới sau cửa hàng. Như ở đây mình đi vô trong trong con xem luôn nè. Đây là kho giữa. Kho giữa thì tất nhiên nó còn ở phía sau nữa. Phía trong nữa các bạn. Là khách xem xe trong này nữa nè. Thì đây là dòng cúp của nội địa Thái Lan. Cũng là Honda. Nhưng mà hàng Thái Lan. Các bạn biết không? Ngay cả cái nước sơn động cơ thôi. Các bạn nhìn nè. Đó. Nước sơn rất là đẹp. Đỉnh luôn đó các bạn. Ha. Nè. Đỉnh luôn. Dòng này thì nó là yên liền. Yên liền mình có review rất là nhiều lần rồi. Và hơn nữa là mình có hỗ trợ ship xe toàn quốc cho các bạn. Hỗn trợ là mình vẫn ship đi Hải Dương, đi Hà Nội, đi Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí là khách từ thành phố Hồ Chí Minh mua mình rất là nhiều luôn. Các bạn thấy có gì lạ không? Hồ Chí Minh có thể nói là một cái khu vực mà xe cộ nó là đứng đầu cả nước luôn á. Ha. Nhưng mà họ vẫn mua xe bên mình. Là bởi vì sao? Vì bên mình là người thật, việc thật. Xe lúc nào cũng ở trong kho và được lưu trữ rất là ok, trong tình trạng bảo quản tốt nhất. Để khi nó về đến tay các bạn, nó phải được giữ nguyên vẹn cái chất lượng của nó. Đây một cặp xanh bơ, đen, ha, trắng, xanh dương, xi măng, đỏ. Các bạn ơi, bên mình còn tiếp tục về thêm nữa. Ha, về thêm nữa. Xe là phải nhiều, giá là phải cạnh tranh. Và lúc nào cũng lưu trong kho. Kính mít thế này. Kính luôn nha các bạn. Không có một kẽ hở để cho không khí lọt vô luôn á. Không khí chỉ là đi từ từ vô thôi. Để tránh gió đưa trực tiếp cái hơi ẩm vào á các bạn. Bên mình giữ xe là như vậy. Ha. Đó. Còn quay thái các bạn nhìn nè. Bao nhiêu đây xe. Mà thực tế là cái điều mình muốn nhấn mạnh với các bạn á. Là để làm ăn lâu dài thì chỉ có một cách duy nhất là phải uy tín thôi. Phải uy tín mới được. Chỉ có cái cách đó là mới làm ăn lâu dài được. Và tạo được cái gọi là thương hiệu. Và mình đang cố gắng tạo một cái thương hiệu riêng. Ở ngay tại Mỹ Xuyên này là Sóc Trăng. Ha, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Và bên mình là không có chi nhánh ở đâu khác. Chỉ có ở Mỹ Xuyên thôi nha các bạn. Các bạn chú ý nha là chỉ có Mỹ Xuyên thôi. Bên này á, là kho tổng hợp. Cửa hàng Mai Duyên là tổng hợp. Còn một cái hét Honda nữa là hét Honda Huỳnh Bạch Tùng á, là ở bên đường Lê Lợi, cũng tại Mỹ Xuyên này, số 9 đường Lê Lợi. Các bạn hết sức chú ý ha. Nếu ở đâu đó nói là chi nhánh của Mai Duyên là không đúng nha. Họ có thể là lừa đảo đó. À với các bạn ơi, mình vừa nhận được một cái thông tin nha. Bây giờ thêm một cái vấn đề nữa là bên mình á, khi các bạn mua xe là bên mình sẽ hỗ trợ vấn đề mà hướng dẫn làm biển số á, dịch vụ công chẳng hạn là hoàn toàn miễn phí. Các bạn lưu ý ha, dịch vụ công bên mình hỗ trợ làm cho các bạn là hoàn toàn miễn phí nha. Nếu có ai đó mà gọi vào kêu các bạn là gửi tôi 50 ngàn đi, 100 ngàn đi, tôi làm giùm cho, tôi là người của Mai Duyên nè, là không có nha các bạn. Các bạn chú ý nha, người của Mai Duyên là hoàn toàn miễn phí. Bên mình hỗ trợ làm dịch vụ công là hoàn toàn miễn phí nha. Còn ví dụ như các bạn đem bộ hồ sơ này ra giao thông làm, rồi nhờ một người nào đó cũng dạng như cò vậy đó, người ta làm giùm, thì người ta lấy phí là cái này là ok rồi, mình phải chịu nha. Còn mình nhờ bên mình làm là hoàn toàn miễn phí. Khi mà bên mình bán xe cho các bạn là bộ hồ sơ á, mặt lưng lúc nào cũng có hướng dẫn rất là chi tiết ở đó. Các bạn vui lòng mình vào mình xem. Mình xem lại cái mặt lưng đó là có hướng dẫn rất là cặn kẽ luôn. Và chó có ghi số Zalo, số điện thoại bàn để gọi vào tư vấn chi tiết. Nếu mình chưa hiểu về làm dịch vụ công là ở đây, khu vực này. Đó, là chuyên hỗ trợ làm vấn đề biển số. Bất cứ vấn đề gì thắc mắc mình cứ gọi vào ha. Nhưng mà trước khi gọi mình nên đọc trước cái bản đó để mình hiểu được cái đường đi nước bước như thế nào. Và mình nhắc lại lần nữa nha, bên mình hỗ trợ là hoàn toàn miễn phí. Nếu mà có ai đó nói tự xưng mình là nhân viên của Mai Duyên mà hỗ trợ mà tính phí là không có nha các bạn. Và chú ý vấn đề này nha. Nhiều khi á, người ta lấy thông tin của các bạn luôn á, lấy số di động, thậm chí là xin số tài khoản hay là kia nọ là rất nguy hiểm nha các bạn. Đúng rồi. Một thời gian sau tự nhiên các bạn thấy mình là có vay ngân hàng nào đó, một đống nợ là coi chừng đó. Cái nào mình chịu nói thêm thôi. Quay trở lại vấn đề Super Cup, mình nhắc lại nè. Từ cúp 125, cúp 110, hiện tại là đang hỗ trợ giảm giá sâu tới 5 triệu. Bắt đầu từ hôm nay mình lên clip cho đến hết ngày 3 tây tháng 9 lần đó các bạn. Cho nên chúng ta sẽ có gần 1 tháng trời để các bạn có thể là lựa chọn cái ngày thật là đẹp để mình rước xe về. Còn về
Vấn đề mình nhắc lại là ship, thủ tục giấy tờ, giá, các bạn cứ liên hệ ngay với nhân viên để tư vấn nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Chào các bạn.